hoặc để lắp ráp các máy khiên lớn. Có điều những thứ này chưa tính là gì. Phức tạp hơn phải kể đến những sợi dây thép được sử dụng trong giàn khoan ngoài khơi. Ví dụ như chiếc thuyền có trọng lượng 13.000 tấn này, riêng lưỡi câu của nó đã nặng 200 tấn. Bạn có thể tưởng tượng được dây thừng của nó to đến mức như nào không? Những sợi dây thừng mà những người thợ sử dụng ở dưới biển đều là dây cáp thép được làm bằng lõi thép chịu lực cao. Trong trường hợp có cùng đường kính thì nó có độ bền gấp nhiều lần so với những sợi dây thép thông thường. Đây là một chiếc thuyền của Hà Lan. Nó có thể tải được 15.000 tấn. Hiện tại thì nó đang ở trên biển để lắp đặt các giàn khoan. Câu tục ngữ nói rất đúng, không so sánh không đau thương. Nhìn như thế này thì thấy dây thép được dùng cũng không lớn lắm. Nhưng khi có người ngồi ở bên trong nhìn ra, có những người đứng cạnh thì độ to của